mà đã là phận con cái thì có rất nhiều cách để chúng ta báo hiếu. Có những người con thì báo hiếu theo kiểu là thôi sẽ bố trí cho mẹ bố mẹ mình đi một chuyến du lịch cùng công ty, hay là có một cái chuyến du lịch dài ngày cùng gia đình, họ hàng, rồi là những cái mối quan hệ của bố mẹ mình rất là thân quen, mua vé đi châu Âu rồi rất nhiều nước quốc gia khác. Thì thực ra các cụ ngày xưa là khi mà còn trẻ, những có những cụ thì là đang đương thời đứng trước, thì cái chuyện đi châu Âu đi nước ngoài nó gần như là cơm bữa, đôi khi nó cũng không tạo một cái cảm giác mới mẻ. Đó là một phần. Phần thứ hai là một số cụ lại rất là thích cái sự tĩnh lặng, thích một cuộc sống an nhiên, không muốn đi đâu, bởi vì lúc trẻ thì các cụ gần như là trải nghiệm hết rồi. Mình cảm giác báo hiếu là muốn bố mẹ được đến những cái nơi mà chưa từng đến, nhưng mà thực tế các cụ là không thích điều đó. Nó còn lệ thuộc vào sức khỏe, lệ thuộc vào phần lớn là lệ thuộc vào cái người đi cùng nữa. Đôi khi là chúng ta đưa con của mình đi cùng bố, đi cùng ông bà, đôi khi là nó không khác, nó không giống nhau về cái cách ra ngoài, nó không hợp nhau. Đấy, thì cái điều này thì Tuấn nghĩ rằng là nó gia đình nào cũng gặp phải. Thì có những người lại báo hiếu bằng cách là mua những cái món đồ bố mẹ mình thích, quần áo hay là những cái đồ đạc, hay là tặng bố mẹ một cái sập hay bộ bàn ghế, hay là những cái vật phẩm có giá trị cao. Thì có các cụ thì lại thích một chai rượu, rượu mạnh. Đấy, thì có rất nhiều các cái sở thích khác nhau. Thì tự chung ở đây là các cụ mong muốn là lúc còn trẻ phấn đấu mãi chưa mua được cái gì nó giá trị cao, thì con cái mong muốn là tặng cho bố mẹ của mình. Thế thì có tiền rồi xây một ngôi nhà, đấy thì sập cụ tủ chè có thiếu gì đâu. Nhưng mà thử ngó ra sân xem có bao nhiêu cái cây ở ngoài mà chúng ta thiết kế cho cái sân vườn nó đẹp đi, thì chúng ta lại nghĩ đến một lựa chọn là cây tùng. Thì có một cái trớ trêu như này anh chị em ạ. Thế thì các cụ ngày xưa, lối sống ngày xưa là người ta tiết kiệm, không phải cụ nào cũng chơi mạnh tay được, và ngay cả bản thân gia đình của Tuấn cũng thế thôi. Và Tuấn cũng gặp rất nhiều những khách hàng cũng như vậy, cũng muốn là mua cho tặng. Cụ thể là đây là một cái cây tùng trước đây này. Cái anh này là anh ấy ở ngay huyện mình, thì lúc đó hai vợ chồng đến tuyển cây này với hai một cây thiên tuế nữa. Thế thì anh cũng nói rằng là mua về để tặng bố mẹ. Anh đến đây anh nói với bên Tuấn rằng là hãy nói giấu giấu kín cho bố của anh đừng biết giá trị thực của cây, thì hãy nói rằng là cái cây này thì anh mua giá rất là ít tiền, thậm chí là có những khách hàng còn nói với Tuấn rằng là được tặng đấy, để cho bố mẹ của mình ấy cảm giác không xót ruột, bởi vì họ quen với việc để tiêu tiền. Ngày xưa các cụ khó khăn vất vả thì tiêu tiền gọi là tiền lẻ, nó mình nói hơi nó có sự so sánh thôi, nhưng mà bản chất các cụ là tiết tiền, tiết kiệm là cho ai, là chính là cho bản thân của chúng ta, của những người con thôi, lo ăn lo học lo trưởng thành bao thứ, nhà cửa đất đai. Thì cái việc của các cụ là tiết kiệm là một cái lý lẽ rất đúng, không có gì sai cả. Cho nên là chúng ta đi mua cây thì chúng ta sẽ luôn luôn là nói giá trị nó thấp đi, hay là một cái quà tặng của ai đó, đúng không? Thế đây mình lại kể lại câu chuyện là thì bữa đó bên mình thì biết là ok thì giữ kín về giá trị của cây, nhưng mà khi mà chuyển cây đến thì cái người lái xe lại không được phổ biến trước, rồi là cái người phụ xe, rồi là cái người trồng cây lại không không được phổ biến trước, dẫn đến là mang cây đến cụ lắc đầu không phải vì là cái cây nó xấu, không phải như vậy, lắc đầu là cái cây đấy nó to tiền quá. Nó nhắc đến tiền trăm là các cụ lắc đầu rồi. Thế là cụ quyết định là không lấy nữa, bởi vì lúc này người con là gần như là giao hết quyền cho cha mẹ rồi. Đây thì con tặng bố mẹ cây này, thì đấy đại đa phần chúng ta là như vậy. Thế còn riêng với Tuấn, Tuấn mà đã định xác định là tặng thì hỏi một lần thôi, mà đã quyết định rồi thì là đặt ở đấy. Thế còn đôi khi mà chiều các cụ quá cũng không được, chiều ở trong cái khuôn của mình. Đấy, đây cũng chia sẻ với các bạn, đôi khi chúng ta cũng cần phải cứng nhắc một chút để cho cái công việc nó thuận hơn. Đấy,
Thì nếu mà bạn nào mà ở trong cái tình huống như Tuấn nói chuyện ở trên thì các bạn có thể bình luận bên dưới để Tuấn biết. Thì nỡ đâu ấy là chúng ta lại có những cái món quà, những cái giải pháp tốt để cho cha cho mẹ của mình các bạn nhé.